Chào các bạn. Ngày 26 tháng 4 năm 2019 thì Tổng cục Thuế nâng cấp cái hệ thống kê khai thuế. Đến ngày 30 tháng 4 thì bắt đầu mở trở lại. Sau khi mở trở lại thì khi nộp thuế một số bạn mắc phải cái lỗi hệ thống Javalang và Expression xác nhận chữ ký số nó không thành công. Thế để sửa cái lỗi này thì tôi hướng dẫn các bạn làm như sau. Tại trang Tổng cục Thuế này thì chúng ta vào tài khoản. Thay đổi thông tin. Chúng ta nhập số seri vào. Nhấn vào nhập số seri. Đây, nó sẽ hỏi là bạn có chắc chắn muốn nhập số seri chứng thư số không, ấn OK và cập nhật. Họ sẽ báo là đã thay đổi thông tin thành công. Sau đó chúng ta sẽ khởi động lại máy tính và đợi khoảng 30 phút sau chúng ta bật và gửi lại. Cái lỗi này là do cái sau khi hệ thống đã được setup lại thì cái chứng thư số của ta là không được xác nhận, tôi không được xác nhận nên bây giờ chúng ta lấy lại thông tin để xác nhận lại thôi. Khởi động lại để báo để cái phần trang này họ sẽ tiếp nhận cái thông tin chứng thư số và sẽ nộp lại bình thường. Sau khi chúng ta khởi động lại và bật lên khoảng đợi khoảng 30 phút sau. Chúc các bạn thành công.